Xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt được cái tính năng là tự động tăng giảm độ sáng màn hình ở trên điện thoại iPhone nha. Thì trước đây thì các bạn đều biết là cái tính năng này nó nằm ở trong cái mục là màn hình ở trong phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone. Tuy nhiên thì kể từ cái phiên bản là iOS 15 thì Apple đã đưa cái phần này ra sang một cái mục khác, và khi mà chúng ta vào cái phần cài đặt chung này, các bạn vào phần giới thiệu, nếu điện thoại iPhone của các bạn cài cái phiên bản là từ iOS 15 trở lên thì cái phần là tự động tăng giảm độ sáng màn hình thì nó sẽ không nằm ở cái mục là màn hình và độ sáng nữa. Đây, khi mà chúng ta vào cái phần màn hình và độ sáng, nó sẽ có một cái mục là tự động. Tuy nhiên thì cái mục tự động này nó không liên quan gì đến cái phần là tự động tăng giảm độ sáng màn hình. Cụ thể ở đây thì mình sẽ tắt cái mục tự động tăng giảm độ sáng màn hình đi. Rồi, và mình sẽ thử cho các bạn xem là cái phần tự động này nó không liên quan gì đến cái tính năng nó là tự động tăng giảm độ sáng màn hình ở trên điện thoại iPhone. Và bây giờ mình sẽ vuốt cái màn hình điện thoại iPhone xuống, mình sẽ giảm cái độ sáng của màn hình iPhone một cách thủ công. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái chiếc đèn LED để mình chiếu vào cái màn hình điện thoại iPhone. Các bạn có thể thấy là cái màn hình nó sẽ tự động nó tăng giảm cái độ sáng lên. Bởi vì là khi này thì cái tính năng là tự động tăng giảm độ sáng màn hình trên điện thoại iPhone nó không bị tắt đi và nó đang được kích hoạt một cách tự động. Vậy thì để tắt được cái tính năng này thì các bạn cần phải làm như sau. Để tắt được cái tính năng đó là tự động tăng giảm độ sáng màn hình trên điện thoại iPhone kể từ cái phiên bản iOS 15 thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không vào cái phần là màn hình và độ sáng, mà các bạn sẽ vào cho mình cái phần là trợ năng ở đây. Thì trong cái phần trợ năng thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái mục đó là màn hình và cỡ chữ. Thì đây các bạn sẽ kéo lên thì nó sẽ có cái phần là độ sáng tự động, nó sẽ nằm ở cái mục cuối cùng. Và cái phần này các bạn thấy đây, một loạt ở đây là nó đang đều tắt. Tuy nhiên thì riêng cái phần là độ sáng tự động thì nó luôn luôn là được kích hoạt lên. Có nghĩa là cái phần này Apple muốn chúng ta là luôn luôn sử dụng cái tính năng này. Thì cái tính năng này nó sẽ cho phép chúng ta có thể tăng giảm độ sáng một cách tự động thông qua cái việc là cái cảm biến ánh sáng ở trong cái cụm Face ID này, nó sẽ tiếp nhận được cái ánh sáng ở cái môi trường bên ngoài và nó sẽ tự động có tăng giảm tùy thuộc vào cái ánh sáng mà chúng ta nhận được ở cái môi trường bên ngoài. Tùy thuộc vào cái ánh sáng mà chúng ta nhận được ở cái môi trường bên ngoài. Và nếu các bạn muốn tắt cái tính năng này đi thì các bạn chỉ cần gạt cái nút này và nó sẽ không xuất hiện cái màu xanh nữa, thì có nghĩa là chúng ta đã tắt được cái tính năng là độ sáng tự động. Tuy nhiên thì Apple khuyến cáo là chúng ta không nên tắt cái tính năng này đi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ sử dụng pin và cũng như là cái hiệu năng lâu dài của cái điện thoại của chúng ta. Đó, các bạn nên bật cái phần tính năng này lên, hoặc là nếu bạn không thích thì chúng ta có thể tắt nó đi. Và một cái điều lưu ý nữa là khi mà điện thoại chúng ta nóng lên, cụ thể là những cái bạn mà sử dụng điện thoại mà chúng ta sử dụng để chơi game hoặc là chúng ta quay video liên tục, thì cái điện thoại iPhone của chúng ta nó sẽ nóng lên, và lúc này thì cái màn hình của chúng ta nó sẽ tự động nó tối đi, và đây là cái tính năng mặc định mà chúng ta không thể tùy chỉnh được ở trên điện thoại iPhone nha. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn nha. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.